Sự chân thật, duyên dáng đầy bình dị qua mọi clip mà mình đang tải. Cuối tháng 11/2019, Lam Vlog chiếm trệ ở vị trí số 1 trong top 10 kênh YouTube chất lượng nhất Việt Nam do Social Black công bố. Năm 2020, anh được vinh danh ở vị trí cao nhất ở hạng mục Hot YouTuber của năm tại WeChat World. Đứng trên sân khấu lớn, anh vẫn khoác lên mình một bộ đồ bình dị cùng đôi tông lào tổ ong giúp anh chiếm trọn tình cảm của mọi người. Hiện tại Lâm Vlog đang có một thế lực rõ ràng trên YouTube với 7,36 triệu người đăng ký kênh với lượt trung bình từ 3 đến 4 triệu view cho các video đăng tải. Đại diện sự đam mê nhiệt huyết với công việc đã giúp một chàng trai IT Vũ Huy không ai biết đến trở thành một trong những vlogger hàng đầu cả nước. Subscribe, share, comment, like cho mình nhé. Okay. 4. Linasia VNM 6,97 triệu subscriber 22/12/2021. Này mình chưa có đăng video nào. Là phiên bản tiếng Việt trong các kênh YouTube của cô bé người Nga Anastasia Razinskaya hay còn gọi là Nasia hay Stacy. Nasia được chẩn đoán mắc chứng bại não bẩm sinh ngay từ khi sinh ra. Năm 2016, bố mẹ cô bé đã quyết định thành lập một kênh vlog dành riêng cho cô bé nhằm lưu lại những khoảnh khắc đẹp và quá trình điều trị của con gái. Cũng bắt đầu từ đây, thường là nó sẽ có cái hình ảnh này nè. Và nhắc lại là tôi cũng không có sử dụng cái mạng xã hội nào đáng yêu như chơi đùa, học tập, mạng xã hội hay là một cái video của cô bé thu hút lượng lớn người xem nhờ dễ hiểu, đặc biệt là đối với các em nhỏ đồng trang lứa. Với thu nhập khủng gần 428 tỷ đồng, Nasia đã có mặt trong danh sách top 10 ngôi sao nhí YouTube kiếm tiền nhiều nhất năm 2020 theo Forbes. Này là kênh phụ nè, còn này mới là cái kênh chính nè, này mới là cái kênh chính nè. Đầu tiên của Nasia phiên bản Việt được đăng tải vào tháng 12 năm 2019. Dù sinh sau đẻ muộn, nhưng kênh YouTube này đã vươn lên mạnh mẽ. Với lại là hiện tại cái kênh này đang có cái mức gần 7 triệu người đăng ký. Gọi là cái mức cuối năm nay, kênh sẽ có thể cao mốc 10 triệu lượt đăng ký và nhận được kim cương cho mình. Ít được xem quá mức. Thế nên tôi mong anh em có thể vào và xem Chris Devil Gamer, dùng tôi bởi vì nó sẽ giúp tôi có thêm động lực để tôi có thể làm ra những clip mới. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.